Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, Hùng Review đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi gì đáp nấy ở trên kênh Apple Channel của mình. Ok, trước khi đến với số lần này thì nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn đặt hàng sớm cho mình những dòng sản phẩm iPhone với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhá. Vì hiện tại ở Di động Việt đang có một cái mức giá cực kỳ thơm cho anh em ở những dòng iPhone, kể cả iPhone 13 hay là iPhone 14 series sắp về hàng. Rồi, còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, bạn Thương Nguyễn thì có hỏi mình là giữa con Poco X4 GT với lại máy Xiaomi 11T thì con nào đáng mua nhất vậy? Chủ yếu là chơi game xem phim. Thực ra nếu như bạn cần cả yếu tố là vừa chơi game và vừa xem phim ấy, thì cả hai con này, mỗi con nó lại ngon một kiểu. Ví dụ như con Poco X4 GT thì nó lại về chơi game nó tốt nhất trong tầm giá khoảng tầm 10 triệu, thậm chí 15 triệu hàng chính hãng quay đầu. Con này là best choice rồi vì nó có chip Dimensity 8100. Còn nếu bạn cần xem phim thì con AMOLED ở trên con Xiaomi 11T nó lại phát huy được tác dụng của nó vì màn hình đẹp hơn, có HDR, độ sáng cao, khi mà chúng ta xem phim nó sẽ phê hơn. Nên ấy, mình nghĩ rằng các bạn không nên lựa chọn hai sản phẩm này mà chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn một sản phẩm khác. Nó sẽ cân bằng hơn ở yếu tố là hiệu năng và màn hình và rất nhiều những yếu tố khác nữa. Đó là con Poco F4. Poco F4 mức giá gần như là không chênh lệch quá nhiều với X4 GT và không có chênh lệch quá nhiều so với Mi 11T đúng không? Đó, nhưng mà nó có gì? Màn AMOLED 120Hz, hiệu năng con chip Snapdragon 870 thì nó không bằng so với 8100 nhưng mà nó vẫn ổn hơn Dimensity 1200 đúng không? Thêm một cái yếu tố nữa này là nó có camera chống rung quang học. Đó, có các crop rộng, khả năng chụp ảnh đẹp hơn so với Poco X4 GT và cũng như là tối ưu hơn so với con Xiaomi 11T. Và ngoài ra nhé, về phần pin ấy, thì nó cũng có một cái viên pin đủ trâu, nó vẫn có một cái công suất sạc rất tốt. Thế nên ấy, là nếu như được lựa chọn ra tổng này thì mình sẽ quay xe và lựa chọn con Poco F4 nhé. Rồi, và bây giờ thì hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Bạn Quippy Su có hỏi mình là: anh ơi, cho em hỏi là tầm 2 triệu mốt có máy cũ ở trên Shopee, nên mua LG G7 hay là iPhone 6S ạ? Mong giải đáp, em cảm ơn anh rất nhiều. Thực ra ấy, kể cả 7 Plus ấy, mình cũng không khuyên các bạn mua. Tại vì cùng tầm giá như vậy thì iPhone nó quá nát rồi. Đặc biệt là những con iPhone 7 Plus đổ về, thứ nhất là date của nó quá xa. Và với những con máy như thế này thì 100% là hàng dựng. Tại vì sao? Vì với những con mà có tuổi đời khoảng tầm 8 năm rồi, 7-8 năm rồi thì linh kiện của nó chắc chắn là hỏng hóc. Và anh em có chắc chắn rằng là mình dùng điện thoại 7-8 năm không bị bể màn hình không? Không bị xước mặt lưng, không bị gọi là nứt kính không? Chắc chắn là không đúng không? Ai rồi cũng sẽ bị nứt kính trong từng đấy thời gian thôi. Đó, và cái việc là thay màn hình, linh kiện này, rồi vỏ lô này, pin lô này, rồi sửa main các kiểu là với những con iPhone 6S mà tầm đấy, giá đấy, nát hết rồi. Nên là mình khuyên các bạn là đừng có mua iPhone. Tầm đấy thì mua LG G7 mình thấy sẽ tốt hơn. Đó, thứ nhất là màn hình của nó ngon hơn. Đó, khả năng hiển thị 2K, rồi hiệu năng của nó cũng tốt hơn, đó chip Snapdragon 845. Rồi cam của nó thực sự thấy còn ngon hơn cả iPhone 6S. Đó, thời lượng pin có khi còn trâu hơn cả iPhone 6S. Nên là nếu như bạn bắt buộc lựa chọn một trong hai thì nên lựa chọn LG G7. Còn nếu muốn có thêm sự lựa chọn thì mình có thể tư vấn cho bạn thêm con XZ2, tư vấn cho bạn có thêm XZ3, tư vấn cho bạn thêm con Sharp R2. Sharp R2 có màn hình 120Hz, Snapdragon 845 nhá. Mình thấy ở trên Shopee cũng có hàng. Và bạn Thị Quyên Trần có hỏi mình: anh ơi, trong tầm mùa rách có con nào chơi Genshin Impact ở mức tạm không ạ? Không mua hàng cũ thì có hai con. Thứ nhất là mới online và thứ hai đó là sách tay online. Thì đó là con Poco X4 Pro 5G. Con đấy có con chip Snapdragon 695 5G. Hiệu năng của nó chơi tựa game Genshin Impact thì cũng gọi là ổn nhất tầm giá. Còn nếu như mà bạn gọi là không mua online được, bạn mua offline thì đó là con Redmi Note 11S với con chip là Helio G96 thì cũng có thể gọi là tạm ổn trong tầm giá. Còn nếu mà bạn tiếp tục là mua online được và mua hàng sách tay thì quất cho mình con Realme GT Neo 2 bản Dimensity 1000 hay là 1200 gì đó. Đó, con đấy chơi Genshin Impact thì mắc ping luôn, thề các bạn. Bạn Dũng Phạm có hỏi mình là: nên mua 11128 hay là 11 Pro Max 64, em chỉ chơi game thôi ạ, thi thoảng có quay màn hình. Thực ra ấy thì cái với mấu chốt ở đây ấy, đó chính là bạn cần bao nhiêu dung lượng cho bộ nhớ trong là đủ. Đối với một số người thì 32GB cũng là đủ rồi. Đối với một số người 64GB cũng là đủ rồi. Và đối với một người thì có tận là 256GB cũng không đủ. Thì cái này sẽ tùy theo nhu cầu của bạn. Nếu như nhu cầu ít mà các bạn muốn kiếm những cái nhiều thứ khác ngon hơn, ví dụ như màn hình ngon hơn, ví dụ như là thiết kế xịn hơn, camera tốt hơn một tí, thì nên lựa chọn iPhone 11 Pro Max. Đặc biệt căn bản iPhone 11 Pro Max thì nó hơn hẳn hoàn toàn so với iPhone 11 rồi. Về màn hình nó to hơn,
và khả năng hiển thị của nó tốt hơn so với iPhone 11. Thứ hai đó chính là về khoản camera thì nó có thêm camera tele zoom xa hơn, ngon hơn so với iPhone 11. Về thời lượng pin ấy, thì mình thấy gần như là tương đồng. Đó, và về căn bản là viên pin của iPhone 11 Pro Max nó lớn hơn nhưng mà gánh cái màn hình độ phân giải cao hơn và tấm nền OLED nên là nó đốt rất là nhiều điện, nên là gần như về phim pin thì nó cân bằng, thậm chí còn thua so với iPhone 11. Còn nếu bạn mà ưu tiên về cái phần là bộ nhớ trong, cần một chiếc máy mà có một cái một cái bộ nhớ trong thật là lớn trong cùng tầm giá thì có thể là lựa chọn 128, tại vì căn bản là iPhone chúng ta không lắp được thẻ nhớ, Android thì quá dễ giải quyết rồi đúng không, thì có thể cân nhắc. Cái yếu tố quyết định điều này đó là do bạn có nhu cầu sử dụng bao nhiêu ghi bộ nhớ trong thôi. Ok, bạn Đức Nguyễn có hỏi mình là Dimensity 8100 chip rồng bằng chip rồng nào vậy? Dimensity 8100 ấy thì bằng con Snapdragon 888 nhé, tầm đó khoảng là hơn đấy, chứ không phải là đùa đâu. Tại vì Dimensity 8100 thực sự hiệu năng của nó rất là bá, điểm số hiệu năng AnTu nhá, nó phải rơi vào tầm hơn 800.000 điểm đó, và so với con chip 870 thì nó chỉ có 600 mấy 700 mấy nghìn, chênh lệch nhau cực kỳ nhiều. Và hiệu năng thực tế khi mà test game thực sự mình thấy rằng là cũng phải tương đồng với 888 chứ không phải đùa đâu. Và tại vì căn bản là 870 và con Dimensity 8100 này cái hiệu năng chênh lệch nhau cũng khá là nhiều, FPS này rồi là cái sự ổn định khi mà chơi game và kể cả là setting game nữa, thì mình thấy rằng con chip Dimensity 8100 nó đang tốt hơn một chút, nên là nó có thể sánh ngang hàng với lại con Snapdragon 888 nhá. Bạn With Me có hỏi mình là đâu phải tự nhiên mà cùng một, không phải câu hỏi, đây là một cái câu comment ở trong video mà Poco M4 bị đột tử ấy, thì đâu phải tự nhiên cùng thông số mà Poco lại rẻ hơn Xiaomi, cứ hơn dăm ba cái thông số rồi để lừa tới lúc mà được một năm lại đột tử lại mới khôn ra. Thực ra ấy, không ai muốn bán cho bạn một con điện thoại đột tử, đặc biệt là những cái thương hiệu lớn. Tại sao mình lại nói như vậy? Vì họ làm thương hiệu không phải ngày 1 hay ngày 2, không phải bán xong một đợt là xong, mà cái thương hiệu đấy nó sẽ đi suốt đời vòng đời sản phẩm. Ví dụ như là bạn mua một chiếc điện thoại đến từ nhà Poco đúng không? 2-3 năm sau bạn thấy điện thoại Poco tốt, nó dùng bền thì bạn tiếp tục lại ủng hộ Poco tiếp, chứ không ai muốn bán một con điện thoại và bán một lần duy nhất. Các bạn thấy tại sao mà iPhone nó cứ bán mãi, nó cứ bán suốt như vậy và người dùng cứ update từ đời này qua đời khác, vì nó tốt, nó bền và ai cũng muốn một chiếc điện thoại tốt, ai và thương hiệu nào cũng muốn làm một chiếc điện thoại tốt và bền cả. Và cái lỗi khi mà trong quá trình sản xuất thì chắc chắn là sẽ có, iPhone cũng có lỗi trong quá trình sản xuất, chứ đừng nói là những chiếc điện thoại Android giá rẻ như là Poco M4 hay Poco M3 gì đó. Và tiếp theo quay trở lại với câu nói của bạn, đó chính là cứ dùng mấy con điện thoại Poco rẻ hơn Xiaomi là bị đột tử đúng không? Thực ra không phải, đây lại là càng sai. Như mình đã phân tích trong video trước, Poco và Xiaomi thực ra là một, và Poco chỉ là một cái thương hiệu để Xiaomi bán phá giá, bán cạnh tranh. Và điều này thì đã áp dụng trên rất nhiều những thương hiệu khác. Ví dụ như các bạn thấy thương hiệu Realme của nhà Oppo đấy, Realme lại đẻ thêm một cái thương hiệu cái thương hiệu Realme trước đây nhá, sinh ra là cạnh tranh với lại Xiaomi, nhưng mà do thấy bán được quá, bán mức giá cao, người dùng vẫn mua ào ào, nên là đã quyết định là đẻ thêm một cái thương hiệu con tên là Nazo. Và với cái thương hiệu này chính mới là cái thương hiệu cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi đó, nên là với những chiếc như là Nazo 50 đúng không, cùng dây chuyền sản xuất, cùng con chip với lại những cái sản phẩm điện thoại Realme cao cấp hơn, đắt tiền hơn, nhưng mà bán ở một cái giá rẻ không tưởng đó. Ngoài ra những thương hiệu ví dụ như là Vivo có IQ đấy các bạn, đấy thương hiệu IQ cũng sản xuất những chiếc điện thoại giá rẻ, cấu hình cao. Tại sao? Rồi Xiaomi thì họ không muốn cái thương hiệu Xiaomi bán ở mức giá rẻ, mà thương hiệu Xiaomi vẫn luôn ở cái mức tầm trung trở lên, nên là họ đẻ ra cái thương hiệu Poco. Và với thương hiệu Poco này thì bắt đầu đi phá giá và tập trung vào cái mảng bán online để ăn số lượng thay vì là ăn chất lượng. Ý là ăn ở đây là số lượng bán ra, ăn số lượng nhiều. Ví dụ như là bình thường nhá, bán một con máy 5 triệu thì bán online họ chỉ lời được khoảng tầm 500.000 và họ bán được số lượng lớn. Còn nếu như bán offline con máy 5 triệu thì họ sẽ lời được khoảng tầm là triệu mấy đó. Thì đó là ăn lời về số lượng chứ không phải là ăn lời về số tiền trên máy bán ra. Rồi. Và hy vọng là sau những cái phân tích mà rất là lú của mình như vậy thì bạn có thể hiểu qua được câu chuyện này, và không ai muốn làm một cái sản phẩm bị lỗi cả. Và đương nhiên Xiaomi có chính sách bảo hành tận là 18 tháng chứ không phải là 12 tháng giống như những thương hiệu khác, nên là vấn đề mà linh kiện các kiểu mà các bạn dùng trong vòng 18 tháng là các bạn đã đủ biết là chiếc máy nó bền tốt như thế nào rồi. Bạn Skyduck có hỏi mình là tầm 5-5,5 triệu có máy nào đáng để quan tâm không ạ? Hiệu năng không cần quá cao nhưng có chơi game, tác vụ, nghe nhạc, đọc truyện là chính, nên cần pin trâu, loa to, sóng tốt một tí. Thực ra có một điểm mà mình thấy rằng là hơi khó ở trong tầm giá 5 triệu, đó là
về cân bằng mọi yếu tố thực sự là hơi khó. Vì tầm này các bạn, nếu mà chọn điện thoại nào sóng tốt ấy, thì cấu hình của nó không ngon. Nếu mà nói về điện thoại sóng tốt ấy, thì mình thấy duy nhất là điện thoại của Oppo và điện thoại của Vivo, họ làm sóng rất ngon. Nhưng mà với điện thoại của Vivo, Oppo ấy, thì bán với cái mức giá trên cấu hình thì rất là thấp, nên là hơi khó ở điểm này đó. Còn với Xiaomi thì cái sóng của nó sẽ kém hơn. Còn Samsung thì nó ở trung trung tầm tầm đó. Samsung là nó như kiểu là ở giữa ấy. Còn dưới dưới về cái phần sóng là Xiaomi, và trên trên đó là Vivo, Oppo và OnePlus. Thì mình thấy sóng của Vivo, đặc biệt là sóng của những dòng Oppo Find cực kỳ tốt luôn đó. Thì với tầm giá khoảng tầm 5 triệu rưỡi thì mình nghĩ rằng là khó nhỉ, kèo này khó nhỉ. Nếu như bạn mua máy mới hàng chính hãng thì các bạn có thể cân nhắc con Redmi Note 11S, vẫn là một cái lựa chọn best choice. Còn nếu như mà bạn không mua chính hãng thì có thể là cân nhắc con Poco X4 Pro. Còn nếu mà bạn cần cân nhắc thêm nữa thì có thể là cân nhắc thêm con Galaxy M23 5G. Đó, con đấy cũng rất là ổn đấy, vừa đáp ứng được cái nhu cầu là hiệu năng nó tốt tốt một tí, màn Full HD Plus thì cũng xem phim, trải giải trí các kiểu, tần số quét cao cũng ổn, nghe nhạc cũng ok luôn, pin thì cũng rất là trâu, 5000, loa to, sóng tốt, thì có thể cân nhắc con Samsung Galaxy M23 5G nhá. Và đó là tất cả những câu hỏi có trong số hỏi gì hôm nay lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Sai chỗ nào, chưa đúng một chỗ nào mà anh em cần góp ý điều gì đó thì anh em có thể là comment ở ngay phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em.